truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one, early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Xin chào mọi người, vừa qua thì Trâm đã có dịp đi tham quan biển Ninh Chu, Vịnh Vĩnh Hy ở tỉnh Ninh Thuận. Thì ngay từ khi bắt đầu chuyến đi và khi biết là mình sẽ đi cái chuyến đi này á, thì Trâm đã có dự định là mình sẽ làm một cái video clip để cho mọi người, đặc biệt bạn bè của mình, có thể tham khảo Vịnh Vĩnh Hy là nơi như thế nào, hoặc biển Ninh Chu sẽ trông là làm sao. Mặc dù cái điểm bất lợi của video và cái chuyến đi lần này đó chính là Trâm đi theo tour, thì Trâm không có cơ hội được khám phá nhiều về cái điểm du lịch đó, và Trâm cũng không thể nào tham khảo nhiều về giá cũng như là các địa điểm ăn uống nổi tiếng trong thành phố và trong tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên thì dù sao đi nữa, Trâm cũng đã ghi lại được một số hình ảnh tại biển Ninh Chu để cho mọi người có thể hình dung về vẻ đẹp của cái vùng du lịch này. Và ngoài ra thì cũng có thể có được thêm một nguồn tham khảo để quyết định xem là liệu hè này mình có nên đi Ninh Chu hay không. Tuy nhiên khi làm video này có một điều khác Trâm cũng muốn chia sẻ, đó là ban đầu thì muốn làm video bằng tiếng Anh, tuy nhiên khi đến nơi thì lại nói bằng tiếng Việt, và lại có cái thói quen không chữa được, đó chính là hay nói xàm và nói nhảm với một mình vào những lúc mà mình không thể nào kiểm soát được. Cho nên là hy vọng là mọi người có thể bỏ qua về cái thói quen đó. Tuy nhiên thì nếu xem xét kỹ lại á, thì mọi người cũng có thể có được một cái nhìn nhận về Trâm trong cái việc Trâm học tiếng Anh một ngày, để Trâm nói nhảm bao nhiêu lần bằng tiếng Anh, và Trâm nói nhảm như thế nào để mình không có bị trôi cái phần luyện tập ngôn ngữ của mình đi. Ok, vậy thì sẽ không nói nhảm nữa. Alright, let's get started to the video, and I hope that you will enjoy this video. Ngồi trên cái ghế này.
bởi vì nắng quá à. Đây là những thành viên của hội sống ảo. Trong một chuyến đi thì chắc chắn là sẽ có những cái hội khác nhau. Hội sống ảo là một, hội gọc nước là hai, lì không sợ nắng, và hội sợ nắng là ba. Đây là hội gì? À còn hội chụp hình, hội hội em chụp hình là hội sống ảo rồi. The truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Tại vườn so với việc là mua nho ngoài cửa hàng thông thường. Ờ thì mình tự tay mình cắt thôi. Rồi mình tự tay mình cắt thì này là cho mẹ mà thôi.